Mr. Dung, anh Mr. Cảnh đến từ Hà Tĩnh, anh Mr. Mạnh đến từ Ném Chúa, và anh Nam, Trình Nam với gốc Nhút, anh là của Bình Đá, anh Hiệp, Đô Lương, anh Hành quê ở Đâu Mà. Có gì anh em xem video của tôi thì hãy like và subscribe. Thức ngày thiếu thiếu người à, người nhỉ. Đẹp nhỉ, quay vô trong này đẹp nhỉ. Quay vào trong này đẹp thế. Hả? Cái này gọi là nồm sữa bà đen đấy. Qua đi chơi 135 nghìn mà. Phải xương ngón là trong người làm ngón anh phải chạm bấm đồng bề cũng được. Chạm bấm đang hoang không biết nào không được. Đúng á. Cái miếng ngon đấy. Có bánh khổ đâu nhưng có lo gì sao. Được của nó ơi. Mà cả nhà rồi. Dài mà xà ba thì bị á tham con đi quậy không biết đủ chưa là sáu ba nó thằng con quên mặt xà ba là cả bán cả hóa bán không bán đâu mình không tăng xà ba thì bị quậy.